46 Tỳ Khưu Ni Prakati phần 2 Tỳ Khưu Ni Prakati phần 2 Một ngày nọ, theo thường lệ, Đại Đức Ananda đi trì bình khất thực. Cô Prakati cứ lẻo đẻo theo sau. Ananda biết là nguy hiểm, không đi khất thực nữa, bèn quay về lại tỉnh xá trình bày lại với Đức Phật chuyện ấy. Cô thiếu nữ theo gót chân Đại Đức cũng đã đến kỳ viên từng ngừng đứng ở trước cổng. Đức Phật cho gọi cô vào. Đức Phật hỏi, có thật là cô cứ đi theo sát sau lưng Ananda? Bạch Thế Tôn, dạ đúng như thế đó, con có đi theo bên sau vị ấy. Tại sao? bạch đức thế tôn con muốn ananda làm chồng của con đức phật mỉm cười thế cha mẹ của cô có bằng lòng như vậy không dạ thưa cha mẹ con chấp thuận vậy cô hãy mời hai vị đến đây rakirti về nhà nói với cha mẹ rằng đức phật muốn gặp hai người lát sau cô đi cùng với sông thân đến kỳ viên tịnh xá đức phật hỏi họ cô con gái rượu của hai ông bà nói là muốn có ananda làm chồng hai vị có đồng ý không cha mẹ cô thiếu nữ thưa bạch thế tôn chúng con bằng lòng con gái chúng con nói rằng nó không sống được nếu không có đại đức ananda nó nói là nó sẽ nhịn ăn cho đến chết nếu không có được vị ấy. Đức Phật gật đầu. Được rồi, hai vị có thể an tâm đi về nhà. Để Prakriti ở lại đây, Như Lai sẽ sắp xếp mọi chuyện. Cha mẹ cô gái đảnh lễ Phật rồi lui ra. Đức Phật bèn quay qua hỏi cô gái. Trong kinh thành Savatthi này, cô muốn bao nhiêu chàng thanh niên cũng có, cớ sao cô chỉ yêu thương mỗi một mình ananda thôi con thích ananda lắm lắm con yêu ananda nhiều nhiều rất nhiều ôi lòng con sáng lấp lánh lên vì chàng trái tim con rất ấm áp khi có chàng con học được cách suy nghĩ tự do là nhờ chàng cũng nhờ chàng mà con hiểu rằng con là một con người là một thành viên trong cộng đồng nhân loại chính chàng đã làm cho con biết con cũng có được mọi tự do mọi quyền lợi mà bất cứ người nào cũng phải có trong lúc con bị xã hội truồng bỏ gạt bỏ xô đẩy xuống tận đáy xã hội hành hạ với tùy tiện đòn roi đánh đập của bọn cấp cao trên trước y như một con chó hoàng một con chó dại chính chàng là người duy nhất dạy cho con hiểu rằng ý thức được rằng con cũng là một con người bình đẳng trong chủng tộc loài người bởi vậy chàng là ánh sáng của con cuộc đời mới của con con không thể sống được nếu không có chàng mắt con tràn đầy ơn phúc khi nhìn thấy chàng giọng nói chàng ấm áp bên tai của con ôi chàng nhìn con dịu dàng xiết bao lời nói nhân từ của chàng đã khắc sâu vào trái tim con. Con phải có chàng Bạch Thế Tôn. Được rồi, Như Lai sẽ cho cô Ananda, nhưng cô phải làm theo lời Như Lai nói. Con làm bất cứ điều gì cũng được hết nếu Thế Tôn cho con Ananda. Nếu cô muốn Ananda, cô cũng phải mặc cái gì như Ananda đã mặc. Ananda cạo trọc đầu, cô cũng phải cạo trọc đầu. Ananda khoác y vàng, cô cũng phải khoác y vàng. Nếu cô làm được những việc đó, cô có thể có Ananda. Bạch Thế Tôn, con sẽ chạy về nhà và sẽ trở lại đây ngay tức khắc sau khi làm những điều mà Thế Tôn bảo. Prakriti chạy về nhà kể lại mọi sự việc cho bà mẹ nghe. Người mẹ mắng cô. Bà khóc, cô nhịn đói, người mẹ la trầy cô mà lòng vô cùng thương cảm. "Con ơi, con điên rồi sao? Con nhịn ăn cho đến khi chết hay sao? Xin mẹ hãy cạo đầu cho con. Mẹ không làm, con sẽ chết thôi." "Con điên rồi." Bà già cố gắng khuyên lơn con gái. "Con ơi, người phụ nữ đẹp nhất là ở nơi mái tóc con cạo đầu rồi thì nhan sắc còn đâu nữa. Con đuôi mù rồi hay sao? Có gì làm người phụ nữ xấu xí hơn bằng cái đầu trọc lóc? Ôi, nếu tóc con bị cắt, nếu đầu con bị gọt, con sẽ xấu xí, dị hợm như thế nào chăng? Trong kinh thành Savatthi này, có cô thiếu nữ nào đẹp bằng con đâu? mẹ sẽ tìm cho con một chàng trai khác xứng đáng hơn một tấm chồng đẹp hơn đừng nóng nảy vội vàng con ạ à. hãy chịu đựng kiên nhẫn thêm một thời gian nữa hãy suy nghĩ cho kỹ đi con đẹp đẽ xinh xắn gì nữa nơi một người con gái bị gọt tóc như đầu con cá lóc con ơi đừng ngu ngốc điên dại nữa hãy tỉnh cái thân hồn lại đi không mẹ nói gì thì nói con không muốn bất cứ một ai khác con chỉ muốn ananda chỉ thích ananda chỉ yêu mỗi một ananda thôi đối với con chàng là tuyệt đẹp chàng là đệ nhất trên trần đời này mặt chàng sáng rực như vàng con thích quá cái mắt hòa ái chàng nhìn cái giọng ngọt ngào chàng nói cái dáng uy nghiêm chàng đi trên cái cõi châu duyên phù đề này con không muốn bất kỳ một ai khác ngoài chàng ananda của con người mẹ gật đầu nói thôi được rồi con ăn đi không con sẽ nhịn đói cho đến khi nào mẹ gọt tóc cho con prakati tuyệt thực cả mấy hôm sau đó sợ cô chết mẹ cô đành phải chiều ý cạo tóc cho con gái xong xuôi người mẹ nói rồi đó hãy lấy gương trong thử xem bây giờ con giống cái gì nào đúng là một nico xấu xí suối quẩy chắc chắn ai ai cũng sẽ thất vọng về con đây là mưu trước tài tình trí xảo của ông Gotama thầy của Ananda đó chẳng có ai trở về nhà sau khi bị ông ta dụ dỗ lừa gạt quả là đáo để ngoài Phật chú ông ta còn có cả phép thôi miên nữa đấy. Rakati cười khì. Điều đó chẳng quan hệ gì. Con bất cần tất cả nếu có được Ananda. Con bất cần nếu phải đi xin ăn ngoài đường cùng với chàng. Mẹ ơi, con xin cảm ơn mẹ. Con chạy phù đến tỉnh xá kỳ phiên ngay bây giờ đây. Chào mẹ, chào mẹ yêu quý của con. Con đi đi, người mẹ gắt lớn giọng rồi con xem việc gì sẽ xảy ra cô thiếu nữ prakati đầu trọc đi đến tỉnh xá kỳ viên mình đắp y vàng cô đánh lễ phật rồi chắp tay đứng hầu một bên hàng trăm vị sư trong đó có ananda đang ngồi quanh phật kính lễ thế tôn cô gái thưa con đã làm y như lời thế tôn dạy bảo xin ngài hãy giữ lời hứa trao ananda cho con đức phật nói tốt lắm con bây giờ xứng đáng để nhận ananda trước khi như lai trao ananda cho con con hãy trả lời như lai một vài câu hỏi xin thế tôn cứ hỏi cái gì nơi ananda làm con yêu thích cái vẻ bề ngoài của ông ta khuôn mặt của ông ta cặp mắt của ông ta cách nói của ông ta dáng đi của ông ta cái gì ở nơi ông ta vậy đối với con khuôn mặt Ananda là túng mỹ mũi cao thẳng đẹp đẽ mắt hiền diệu dễ thương tài có vành tai tròn sáng như có lực hút hấp dẫn giọng nói ngọt ngào như mật tư tưởng đúng đắn cao thượng chính đại quang minh hợp với lẽ phải muôn đời toàn bộ dáng dấp bề ngoài đều gợi cảm quyến rũ. Con gái trên đời này mà không đắm đuối nhìn Ananda thì người ấy không có con mắt, không sao xuyến trung động bởi Ananda thì người ấy không có trái tim. Thật sự như vậy đó, con yêu tất cả vẻ người dịu mỹ của chàng. Đức Phật chậm rãi điềm đạm nói, Con xem thân hình Ananda là đẹp, có phải thế không da thịt ananda vàng sáng như ngọc chuốt có phải thế không nhưng mà này con nếu da của ông ta bị thương tích da đó sẽ chảy máu nếu không chữa lành thì da đó sẽ sưng tấy lên nó sẽ đau nó sẽ mưng lên rồi nước mũ sẽ rỉ ra cái mà con nói là đẹp ấy nó chỉ là cái bề ngoài mà con thấy giới hạn nơi cái lớp da bọc ngoài mà thôi. Như vậy, vẻ đẹp hay vẻ gợi cảm quyến rũ chỉ đều là do cái nhìn về bề ngoài da thịt. Nhưng nếu da của một người bị lột ra thì chẳng ai thèm nhìn người đó nữa. Nếu cái gì ở bên trong thân thể bị lật ra bên ngoài thì lũ chó và lũ quả sẽ đến tấn công, chụp giật, cắn xé phải cầm gậy gộc đuổi đánh chúng đi. Thân thể đó không phải được làm bằng ngọc trai, vàng hay bạc, cũng không phải thiết kế bằng đá quý, sang hồ. Cái tạo nên thân thể đó được làm bằng xương, da, gân, thịt, máu, đờm, giải, nước tiểu, nước bọt, phân, vân vân. Thân thể ấy không đáng giá gì cả khi con nhìn nó nếu nhìn vào thực chất của nó con sẽ thấy nó đáng ghê tởm xiết bao ai là người không có trí thì tưởng rằng nó là đẹp thực chất thì nó vô thường như bọt nước như bong bóng tan biến như ánh chớp huyễn ảo như ma thuật như giấc mộng thân thể là phù du không chắc thật xảo dối nó giống như một chiếc bao chứa đầy đồ phế thải dơ uế. Khi nó bệnh tật, ta trở thành kẻ thù của chính ta. Nếu ta nhịn ăn uống một ngày, nếu ta không tắm rửa một ngày, nếu ta không súc miệng một ngày, ta sẽ thấy chính ta là đáng kinh tởm xiết bao. Tất cả những gì kinh tởm, chúng sẽ tứa ra ngoài thân. Thân thể là nơi nương tựa của bệnh tật của buồn rầu của sợ hãi của khốn nguy không một ai có thể biết là mình sẽ chết hôm nay hay ngày mai đồ phế thải dơ ế của thân thể ta làm chính ta phải ghê sợ tởm lợm thân thể ta là nhà chứa của ghê sợ tởm lợm ta không thể mang cái thân này đi theo được ta không thể cho ai cái thân này được bộ xương này gồm 300 đốt, không tính răng. Các đốt xương được nối kết lại với nhau nơi 180 khớp. Thịt được cột chùm lại nhờ 900 sợi gân máu, 900 mảnh thịt bám chặt vào gân. Toàn thể bộ xương được da bao quanh, cho nên ta không thấy gì bên trong. Da được đánh bóng nhờ những sợi tơ li ti đang kết lại thân này có hàng triệu lỗ chân lông đồ phế thải dơ uế tứa ra ngoài thân như mở động nơi vành chảo miệng nồi đó là trú cư của hàng triệu triệu con trùng đó là nơi than khóc tóc tan chọn làm chỗ ẩn náu đó là bì da chứa đồ phế thải dơ uế qua chính lỗ thoát hơi vân vân khi hơi thở lìa khỏi thân này ai cũng sợ hãi ngay cả sờ lên đấy cũng thấy kinh chỉ vài ngày sau nó bốc mùi thối bởi đồ phế thải trị ra yêu thương cái xác chết này hay yêu thương cái xác chết nọ thì nào có gì khác nhau đâu tình yêu là do sự thèm muốn khao khát mà có ở đâu không có thèm muốn khao khát ở đấy không có ham mê đắm đuối ở đâu có tình yêu thân xác, ở đấy tất cả có sầu muộn đau khổ. Từ ngày con bắt đầu yêu thương Ananda, con đã chứng nghiệm trong lòng mình bao nhiêu là buồn khổ, khóc lóc, thở than, bỏ ăn, bỏ ngủ, suy nhược, kiệt lạ, vân vân Cả thân lẫn tâm, lẽ ra con phải tự biết chứ. Tất cả những điều đó đâu có phải là hạnh phúc chân thật để cho con phải mất công tốn sức tâm cầu cương mang ấp ủ. Bây giờ con hãy suy nghĩ cho thật kỹ, với trí thông minh của con, nhìn xem thử lại, quan sát kỹ lại, cái thân thể của ông Ananda có phải là cái gì đáng cho con phải mê phải mệt, phải tương tư thầm yêu trộm nhớ không? Hãy nói cho Như Lai nghe thử nào càng nghe Đức Phật nói chừng nào, sự thật càng được phơi bày chừng nào. Cô càng kinh khiếp gây sợ chừng đó do căn tu nhiều đời. Cứ thử tưởng tượng thôi là cô cứ muốn nôn ẹ. Cô chợt quỳ sụp xuống. Ôi bạch đứng giác ngộ, quả thật là con đã thấm thía quá sức rồi. Quả thật là con đã thấy được sự thật qua lời giảng dạy cặn kẽ sâu sắc của Ngài rồi. Con đã thấy thực chất những cái gì là dư uế nơi thân thể của Đại Đức Ananda qua lời mà Ngài vừa đặt tả. Lòng con chợt nhẹ bỏng, nhẹ thênh thênh sau khi nghe thời Pháp vi diệu của Thế Tôn. Con đã tận tường thông suốt mọi điều, mọi lẽ rồi. Chẳng có gì có thể che giấu, dối gạt con được nữa. Đức Phật lại mỉm cười. Nếu thật là như vậy, Như Lai sẽ thực hiện lời hứa trao Ananda cho con. Bây giờ con có thể đi về nhà cùng với Ananda. Prakriti vái lại li lịa. Ồ không, Bạch đứng giác ngộ. Con không cần chàng nữa. Con không cần Đại Đức Ananda kia nữa. Lời dạy thâm sâu cao diệu nhất là hiện thực và cụ thể của Thế Tôn đã chữa lành tâm bệnh của con, đã chữa lành sự ngu ngốc điên loạn của con rồi. Bây giờ, con không còn là thiếu nữ mê muội sống trong ước vọng điên cuồng như vậy nữa. Tất cả cơn đam mê đã lìa khỏi tâm của con rồi. Xin Thế Tôn rủ lòng bi mẫn thâu nhận con vào ni đoàn của Ngài. Đức Phật mỉm nụ, tiếu sanh tâm nhẹ nhẹ gật đầu đoàn thể tăng ni của Như Lai sâu rộng như biển lớn. Bao nhiêu con sông như Ganga, Yamuna, Achitrafati, Sindhu, Godavati, tất cả chúng đều chảy vào biển, trộn chung, tan hòa lại với nhau. Chẳng còn phân biệt nước của con sông này với nước của con sông kia. Tất cả chỉ còn một tên gọi chung là biển. Cũng vậy, như Lai không phân biệt người thấp hèn hay cao sang, chủng tộc, giai cấp hay xứ sở. Ai cũng có thể bước vào đoàn thể tăng ni của Như Lai được cả. Khi vào, tất cả những gì khác biệt trước đây đều tan biến. Mọi người cùng sống với nhau như con chung một cha, là huynh đệ, là tỉ muội trong một đại gia đình yêu thương và bình đẳng tất cả đều trở thành là con của Phật, là Phật tử hay thích tử. Bởi vậy không có gì cản trở con gia nhập giáo chúng ni đoàn. Thế rồi, cô được gia nhập ni đoàn và không lâu sau đó, tỳ khưu ni Prakriti chứng đắc trở thành một vị a ra hán Tin đồn về Đức Phật thu nhận một cô gái hạ tiện vào ni đoàn lan rộng ra khắp nơi, nhanh như gió thổi, tất cả giới tướng lãnh, bà la môn, phú gia và quý tộc của kinh thành Sophity Thải đều bàn hoàng rúng động. Họ tự hỏi, làm sao một phụ nữ hạ tiện khi trở thành Nico có thể đi vào nhà của một người sinh ở giai cấp trên trước? Làm sao một người sinh ở giai cấp trên trước có thể đến gần Nico ấy? Làm sao Nico ấy có thể nhận thức ăn khất thực từ người sinh ở giai cấp cao hơn. Họ đến thưa chuyện với Đức Vua Cô Sa La. Đức Vua khen thầm thái độ quang minh chính đại của Phật khi Ngài muốn phá bỏ hàng rào các giai cấp, tôn trọng sự tự do và bình đẳng. Nhưng cũng cùng với một đoàn tùy tùng gồm những người thuộc giai cấp thượng đẳng, thân hành đến bái yết Ngài. Đức Phật gọi tỳ khưu ni Prakati, Đại Đức Ananda và tất cả tăng ni đến quanh Ngài. Rồi Ngài hỏi vua và mọi người có muốn nghe kể chuyện kiếp trước của Prakati không? Ai cũng muốn nghe. Rồi Đức Phật bèn kể, trong một kiếp quá khứ, bên bờ sông Ganga, có một vị thủ lãnh giai cấp hạ tiện tên là Trishanka. Ông ta có một người con trai tên là sadula karna dung mạo tuấn tú kiến thức sâu rộng học hết ba bộ kinh vệ đà khi thanh niên ấy đến tuổi lập gia đình người cha đến nhà người bà la môn có tên là buska sari để cầu hôn con gái ông ta cho con trai của mình người con gái ấy tên là Prakati. người bà la môn tức giận cho việc cầu hôn ấy là một sự lăng mạ sỉ nhục. Người thủ lãnh giai cấp hạ tiện cố gắng đem hết lý lẽ ra để giải thích rằng phân biệt giai cấp như vậy là không đúng. Ai cũng là con người cả. Người cha bà môn Buscasari lấy làm hài lòng bởi lời giải thích có lý có tình, đúng với sự thật của vị thủ lãnh nên chấp thuận gả con gái của mình cho con trai của ông ta cô thiếu nữ Prakriti xinh đẹp của người Bà La Môn giai cấp thượng lưu kia bây giờ chính là Ti Khưu Ni Prakriti bây giờ đây. Con trai của vị thủ lãnh giai cấp hạ tiện hiện nay chính là Ananda và Như Lai chính là thủ lãnh Trisanka, giai cấp hạ tiện của kiếp trước đó vậy. Sừng sốt ngạc nhiên và thú vị bởi câu chuyện hay, Đức vua Kosala và Tùy Tùng lãnh hội được bài học đảnh lễ phật rồi ra về